Hello, cậu bà Nguyễn Audio xin kính chào tất cả anh em và quý vị. Hôm nay là những ngày gần sát Tết. Em có một con đẩy Crown 800 cần bán đi về một cái tỉnh miền Trung. Bây giờ em test cái con đẩy Crown Contact 800 để cho bác khách vào xem. Và đây là cái con em sẽ gửi cho bác sau khi em làm cái clip này. Đây, quạt chạy ha. Bác đeo tai nghe vào để lắng nghe cái tiếng quạt ha. Quạt chạy êm ái, mọi chi tiết không có cái gì để đáng nói. Sò tụ rất là đẹp, sạch sẽ, tươm tất như mới. Mọi chi tiết hoạt động trong này hoàn hảo, không có điểm trừ, điểm chê. Đó là riêng phần đánh giá của em. Còn mỗi người lại có một cái tiêu chí đánh giá khác nhau. Về cơ bản thì đây, em đã ghép với con văn số để lấy tín hiệu đầu vào cho nó mạnh, để test cho bác nghe nha. Đó. Rồi, và đây là cái mặt trước nha. Đây, em lấy đúng yêu cầu của bác là cái con cái tem màu vàng. Đó, có cái tem màu vàng ha. Rồi bác chờ em tí, em còn một con nữa nhưng mà nó không còn tem màu vàng. Cái tem màu vàng là bác nói nè, đó. Con này thì đẹp đúng theo ý bác đó. Rồi, bây giờ em quay mặt trước, mặt sau, sau đó test âm thanh. Rồi chúng ta kết thúc vấn đề ở đó và chúng ta đóng hàng gửi hàng nha. Rồi bây giờ em quay cái mặt sau một cái cho bác các bác xem nha. Con này chạy hai tụ Philips. Màu xám, to, to như lon nước yến vậy đó. Rồi, tạm quay nghiêng vậy đi, dây dớ tùm lum hết. Rồi, đây nha, bác coi đằng sau nè, cái phần đằng sau của em nó là không có điểm gì mà để nói hết, nó rất là đẹp luôn. Đằng sau là coi như là, đây, bác thấy là em đang cắm hai cái tín hiệu ở cái van số này xuống hai cái cổng vào của cái cục đẩy ha. Đây là cái cạc âm thanh đó. Tất cả những cái đời 800 ngàn 6 đều có cạc âm thanh, và cái cạc cái con đẩy này nó hay hay không là do cái cạc âm thanh này đó. Em xin thưa với các bác rằng là cái con 800 này công suất rất là vừa phải tầm trung, nhưng mà âm thanh ra thì rất là uy lực nha. Âm thanh ra rất là uy lực vì nó chạy tới 24 con sò Motorola và hai tụ Philips. Còn những cái đời khác thì nó chỉ khác cái gì? Nó khác cũng con sò đó nhưng mà nó được dập thêm cái logo là Vương Niệm. Đã, tụ thì nó đóng thêm cái Vương Niệm đây. Cái Vương Niệm đây ha. Thì ở cái cạc âm thanh này nó lại là có cái cạc là có cái Vương Niệm âm thanh, Vương Niệm Crown. Đó, đó là điều cốt lõi. Nhiều khi tất cả những linh kiện nó không dập cái Vương Niệm Crown, nhưng mà chỉ cần một cái cốt lõi ở trên cái cạc âm thanh mà nó dập cái Vương Niệm này thì cái chất âm của cái con này nó thuộc dạng là đẳng cấp rồi. Đó, cho nên là các bác nhiều khi cũng phải để ý đến những cái chi tiết cốt lõi của một cái con đẩy. Đừng quan trọng là cái sò Vương Niệm hay tụ Vương Niệm, nhưng mà cái phần cạc âm thanh nó lại không có cái ký hiệu logo này thì nó bù lại là nó cũng không được đẳng cấp lắm. Đó. Cho nên nhiều khi các bác cũng phải để ý một chút xíu ha. Cái logo này nó nằm ở trên cái cạc âm thanh. Đây là cái phần cạc âm thanh. Đây là cái con 800 nhưng mà nó chạy 24 sò và hai tụ Philips màu xám và sò sắc Motorola bình thường. Nhưng ở cái cạc âm thanh này nó lại có cái logo logo Vương Niệm Crown đó, rất là đẳng cấp đó. Rồi đây nha, dây loa em đã đấu đầy đủ hết rồi, bác thấy nha. Đó, em đấu đầy đủ ha, hai đỏ hai đen ha. Đó, rồi tín hiệu thì em bắt Bluetooth và em truyền cái van số này xuống để lấy tín hiệu cho nó mạnh. Đó, test loa JBL Control 28V 29AV 1. Đó. Chủ yếu cái cặp loa này thì chủ yếu để em test đẩy thôi. Bác nào thích thì cứ alo cho em bán luôn. Nói chung là độ âm thanh ở trong nhà em mà bác nào thích cái gì là em bán cái đấy. Không có
sưu tầm cái nào hết đó. Bác nào thích món nào của em thì cứ alo, còn những món mà em sưu tầm thì bác nào thích em cũng bán luôn. Nói chung là cái giá sưu tầm thì nó có cái theo cái chất sưu tầm. Rồi bây giờ mình test âm thanh nha. Đây là loa bên phải nè, đây là loa bên trái nè, hai loa đầy đủ nha. Rồi hiện tại là bác thấy là đây là hai cái đèn màu xanh nó nhảy rõ ràng là đây nè ha, nó có hai cái đèn màu xanh nằm đây đó. Bây giờ em tắt nguồn, em khởi động lại cho các bác thấy rằng là con này hoạt động bình thường. Rồi đó, bình thường ha. Rồi bây giờ em mở nguồn lên lại nè. Đó đó, thấy chưa ha, nó đóng rồi, nó đóng bên trong rồi, bắt đầu là nó nhảy lên đây. Rồi bây giờ chúng ta vặn volume ở cái vang số lên nha. Đó, các bác nhìn thấy gì không? Cái đèn tín hiệu đây nè, khi có tín hiệu vào là nó nhảy lên rồi nha. Em ơi, đừng bao giờ nói chia lìa, sẽ làm tội nghiệp anh lòng đã thương nhau, chớ phụ tình nhau. Thức trọn đêm nay để nhớ cánh vật im lìm. Ước gì mình đừng ngắt cánh, ước gì nhau mình chung vai, hai đứa mình thức trắng vai em, anh thấy lòng mình xót xa. Mùa thu năm nào anh với em gặp nhau, tưởng rằng mình quên nhau thôi, khi đã biết thì yêu rồi. Đôi trái tim chờ nhau, hứa hẹn mùa đông muôn thuở, sương gió lạnh môi em, anh thấy lòng mình giá băng. Nhưng không ngờ định mệnh chia rẽ cho nhau. Rồi mình test cơ bản vậy ha, máy móc hoạt động bình thường, hát tốt, âm thanh là trong trẻo, đúng đẳng cấp crowd. Rồi em test kỹ rồi nha, bác xem kỹ ha. Đó, máy móc hoạt động bình thường, hoặc chạy vèo vèo đó, tụ tị trong này là liền lạc rất là đẹp nha, không có điểm trừ điểm cộng gì trong này, nói chung là hoàn hảo hết á. Rồi em đã test kỹ rồi, bây giờ là em tiết mục là em đóng lại và em gửi hàng cho bác nha. Đó, nói chung là dây dớ trong này là vẫn còn niêm phong niêm ấy đầy đủ hết, không có vấn đề gì hết nha. Sò tụ đây, sò Motorola đó, sò Motorola nó có hai, trong một con đẩy thì lúc nào nó cũng có hai loại sò, một vế sò này và một vế sò kia, và bên kia nó sẽ đảo ngược lại đó. Đây sò bên này thì nó là sò này,
đó, nó sò này nha, đó, cái vế đằng sau thì nó lại sò Motorola, đó, và hai con tụ Philips đây để em dỡ cái vang lên để cho các bác thấy luôn nha. Hiện tại thì Crown em chỉ còn một con nữa thôi, Crown 800 là còn một con nữa, đẹp xuất sắc giống như con này luôn. Để em tắt nguồn đàng hoàng đâu đó cho nó an tâm. Các bác chờ em tí nha, để em tháo cái dây cho các bác thấy luôn một lần. Đây, đây. Đây nha. Đây các bác xem này. Đó, tụ Philips nha, bên trong là sạch sẽ. Đó. Đây là cái phần sau cạc âm thanh. Và cái phần này nó có hàng thêm cái con điện trở gì đó, nói chung là tụ tị gì đó, là nguyên bản zin của nó nha, chứ không phải là em sửa chữa gì đâu nha. Đó, cho nên là phải xác nhận kỹ là như vậy. Tình trạng con này đây là những cái em đã làm cái con này trong nhiều clip rồi, và đây là nhấn mạnh điểm còn lại thôi, chứ không là các bác bảo là đây là sửa xiết gì, chả có sửa gì con này hết đó. Đó, các bác nhìn thấy ha. Đây. Mọi chi tiết trong này là sạch tương tất, đẹp hoàn hảo. Đó. Zin nha, original, hoạt động bình thường. Đó, các bác thấy là cái quạt nó vẫn còn chạy nha. Êm ái. Rồi. Em tắt nguồn và xin phép các bác là đóng gói gửi cho các bác miền Trung. Anh em có nhu cầu về đẩy cà rau thì cứ liên hệ trực tiếp với em nha. Đẩy cà rau thì nói chung là em cũng nhiều loại lắm, mà cụ thể từng loại thì các bác nào cần cái nhu cầu nào thì các bác cứ liên hệ với em. Nếu em có thì em sẽ đáp ứng. Và các bác nào trong những ngày Tết có nhu cầu về âm thanh thì cứ liên hệ trực tiếp với em nha. Em không có cái ngày nào gọi là ngày nghỉ hết đó. Còn khi nào mà em xin phép nghỉ em sẽ báo cáo các bác. Rồi đó, ngày Tết các bác cứ thích âm thanh hay cái gì rồi các bác cứ alo cho em, tới tận nhà em test ok bưng về đó. Chứ mấy ngày Tết là không có ai mà người ta ship ship gì hết đó. Em xin phép các bác nha. Rồi em xin chào các bác và tạm biệt các bác. Hẹn các bác một clip kế tiếp. Chúc anh trai nhận được món hàng đẹp như ý và nghe xuân vui vẻ nha. Rồi, chúc anh trai nhiều sức khỏe, nghe nhạc hay. Cảm ơn anh trai.